Em đừng có ép anh nữa. Cái cậu hai này, ngồi với em mà cứ gọi con Hiền nào vậy? Con Hiền là ai? Có đẹp hơn em không? Em là Hiền chứ còn ai nữa. Em biết anh yêu em nhiều lắm không? Sao cậu hai đánh em? Em phục vụ cậu hai tận tình như vậy cơ mà. Cầm tiền rồi biến đi. Cậu không còn là mợ hai trong cái nhà này. Tụi mày không cần phải hầu hạ cậu. Sung sướng không muốn, tôi sẽ cho cô nếm mùi đau khổ. Từ bây giờ trở đi, cô cũng như tụi nó chỉ là một con ở. Mọi việc trong nhà này cô đều phải làm. Cô giặt kiểu gì mà nó còn dơ vậy hả? Cậu hai ơi, áo này con giặt rất là kỹ, rất là sạch rồi cậu hai. Dám cãi nữa hả? Tụi nó dơ là nó dơ. Tụi bay đâu? Dạ. Đem cổ xuống kho nhốt lại cho tao. Nước. Nước. Em có sao không? Nguyên. Em có sao không? Sao anh đến đây để cậu hai biết là anh không yên tâm đâu? Anh không nghĩ nhiều được như vậy đâu. Nghe tin em bị hành hạ nên chạy tới đây liền rồi. Em ăn miếng cháo đi. Cậu hai thương em như vậy, sao lại có thể hành hạ em thế này được? Thật ra cậu ấy cũng đoạt được có em, nhưng mà em không chịu cậu ấy nữa, nên là cậu ấy tức giận nên lại cởi như vậy đó. Em không yêu cậu ấy, em không có thể chịu cậu ấy được. Anh xin lỗi, anh chết nhầm em rồi. Hay là mình bỏ trốn đi. Cậu ấy cũng sẽ bắt lại được thôi. Anh đi đi. Làm cái gì ở đây vậy?